chào các bạn, mình là Subi đây. Thì theo như mình thấy là các skin súng trong Free Fire sẽ chia bố cục thành các loại, đó chính là thần thánh, thần thoại, huyền thoại siêu hiếm và hiếm gặp. Đây để mình kéo cái kem cho các bạn xem nha. Đó, thì hôm nay là mình sẽ làm một video, đó chính là mình sẽ chỉ dùng các skin súng ở một trong các loại để leo rank nha các bạn ơi, từ thần thánh đến hiếm gặp luôn nha. Và để đỡ phải phân vân nên chọn các skin súng ở loại nào thì đây là mình đã chịu ổng quay gộp tất cả loại này các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ quay chúng ô nào thì mình sẽ phải dùng các skin súng ở loại đó để leo rank nha các bạn ơi. Và có skin mặc định nè, mình cho thêm vào để cho đa dạng các bạn ạ. Ok, bắt đầu quay cho trận đầu tiên thôi nào. Không biết là chúng ô của các skin súng ra đây nhỉ. Nếu mà thần thánh thì là sẽ là thần thánh thì sẽ là các skin nâng cấp ý các bạn ạ. Úi ơi, ở đâu đúng không nhỉ? Ừ đúng rồi, đây thì skin nâng cấp là mình không có nhiều đâu các bạn ạ, nhưng mà nói chung là có các skin đủ rồi. Ô quẩy ngay trận đầu tiên tôi bảo chúng ta skin nâng cấp, toàn skin mạnh này, trời ơi quá là vip luôn. Ok, bắt đầu trận đầu tiên và mình sẽ leo rank cùng các skin thần thánh hay còn gọi là skin nâng cấp nha các bạn ơi. Và nếu thấy đồ mình đừng quên cho mình xin một like về kênh và đừng quên bật chuông ký nhận thông báo ra video nha. Còn bây giờ thì let's go. Ok, thì hôm nay là mình sẽ tiếp tục đi gheo nhiên nha các bạn ơi, bởi vì là mình thấy gheo nhiên rất là nhanh các bạn ạ. À, úi dồi ôi, đúng là dấu hiệu của nghỉ hè mà. À, với cả là trong cái đống skin thần thánh đó có skin nằm đấm cũng là skin thần thánh nha các bạn ơi, nhưng mà cái nằm đấm của mình nó hơi lõi là level 1 đấy các bạn ạ. À, trời ơi kiểu như là mình chưa còn nâng cấp ấy. Ok không sao. Ok thì bây giờ là mình sẽ quăng lựu nha, bởi vì là không có skin thần thánh nào của lục đâu các bạn ạ. À, nên là ra đầu là mình sẽ úi dồi một mạng đấy các bạn ơi. Đó thì ra đầu là mình sẽ không được bắn đâu, từ gạt thì được nha các bạn ơi. Đó biết là mình không ăn Q nha, đó mình chỉ gạt thôi. Ok từ. Ô cái katana này, à thì cái katana này cũng là cái skin thần thánh các bạn ơi. Rồi nói chung là không có súng nhưng mà có katana. Bây giờ để tiếp cận lại gần được địch thì cũng hơi khó đấy các bạn ạ. À, trời ơi nó cầm súng nó bù ấy, nó bắn thế kia mình không bù được nói các bạn ạ. À, trời ơi giờ mà kiểu lại gần nó là nó sẽ bắn mình ấy, nên là ra đầu hơi no hope nha. Trời ơi mình đang nghi là ra đầu sẽ thua ấy các bạn ạ. À, bởi vì là mình không được dùng súng bởi vì cái skin lục là không phải thần thánh ấy. Trời ơi được cái katana là thần thánh này. Thôi nói chung là chỉ tính skin súng thôi nha các bạn ơi, không tính skin katana gì đâu. Nhưng mà trời ơi không chém được. Trời ơi. Và đầu tiên là mình sẽ có MB5 thiên thần bạch kim, và đó chính là skin thần thánh các bạn ạ. À, trời ơi nói chung là skin thần thánh là skin nâng cấp nha các bạn ơi. Thì à của mình cũng có vài skin nâng cấp đấy các bạn ạ. À, không nhiều nhưng mà đủ dùng đủ bán. Vừa vào trận đầu tiên thôi mà được dùng skin thần thánh luôn đấy các bạn ạ. À, skin đứng đầu luôn á, top 1 luôn á. Trời ơi. Ui ôi thanh nào mở mic mà ồn thế nhờ. Trời ơi mà tính ra là nằm đấm đi là một cũng đẹp phết nhờ. Ôi mày bắn lén à? Ok mày chạy đâu, mày chạy đâu, chạy đâu thằng đâu đó. Đâu đỏ chạy đâu bây giờ, này này. Úi rồi từ gạt luôn chứ còn gì nữa. Ok uầy lật kèo được các bạn ơi. Quá thế thì mình với thanh niên mở mic ồn thế nhờ. Đây ơi vãi kìa, mình đã cố kêu vào đầu nó nhưng mà không được ấy các bạn ạ. À, ê vãi cái gì đấy. Quá thanh niên kia kiểu lên sẽ bảo cho nó bắn với cả là đặt keo chặn đường đồng đội luôn kìa các bạn ơi. Trời ơi mình cũng hơi ẩu ấy các bạn ạ. À, mình để lên nhờ mình kiểu bắn vào đầu không đủ đêm. Cố lên nào, đừng để nó cân 3. Ui may quá các bạn ơi, xin nó cân 3 chứ. Ui rồi đồng đội mình cho mình Vector này các bạn ơi, nhưng mà Vector không có skin thần thoại, bạn có thể cho mình khẩu Ska được không? Ska thì mình có skin nâng cấp ấy. Ui không biết là có hiểu ý không nhờ. À đây rồi, bạn đó cho Ska này. Được, Ska có skin thần thoại nên là bắn thôi. Trận đầu toàn skin mạnh nhưng mà hơi ít lựa chọn đấy các bạn ạ. À, kiểu hơi ít súng ấy. Giá như là của mình thì nó kiểu nhiều skin nâng cấp tí là mình có thể nhiều lựa chọn đấy. Nhưng mà kiểu ít quá, ít skin nâng cấp quá ấy các bạn ơi. Không có tiền nâng skin nâng cấp ấy. Với cả là của mình cũng thiếu nhiều skin nâng cấp ấy các bạn ạ. À, không sao, nói chung là cũng có vài skin đủ dùng rồi. Cầm Ska đẩy luôn, sợ gì, bắn tầm gần luôn, ừ khỏi chi tầm xa. Ok cho nó còn lựu đạn đấy các bạn ơi. Để ra này con chúa không nha. Chuẩn chuẩn luôn chứ còn gì nữa. Úi giời ơi. Ok. Ê đây. Ui từ. Ui ôi. Má mình đặt treo kiểu gì vậy, nó có bắn mình đâu, mình đặt treo mình chặn nó nhở. Ui nó nhảy cửa sổ ấy các bạn ơi. Má chặn cửa để vô ích cả. Chặn cửa nó nhảy cửa sổ ấy. Ok còn đứa kia thôi các bạn ơi. Ok cố qua Q nào, làm phát ba mạng ngoài mà. Ủa nó vẫn sau thính hay sao nhở? Hay là đâu ấy? Vậy mình không hiểu nó chạy thằng này các bạn ơi. Trời ơi qua đã kêu của tôi. Úi dồi sợ thanh niên này thua vãi. Ủa sao hôm nay mình chết nhiều thế nhở? Trời ơi. Ừ biết ngay mà, nghi vấn lắm. Ừ biết ngay mà thua rồi các bạn ơi, ẩu quá.
Giá như là trận này có AVKM nhờ, trời ơi, leo nóc nhưng mà không sao, leo nóc bắn sờ cao cũng được nhưng mà phải chuẩn và phải vào đầu chứ vào người thì cũng không ăn thua ấy các bạn ạ. Ok, mong là lật được nha chứ không muốn để thua đâu. Trời ơi, vừa trận đầu tiên thôi mà, với cả là cũng hơi ít lựa chọn ấy. Thì súng thuần thánh cũng thích đấy nhưng mà kiểu nó ít quá các bạn ơi. Ok, không sao. Lựu đạn thần thánh, trúng không, trúng không? Chúng luôn chứ còn gì. Má ơi, lựu đạn vô dụng ghê luôn. Con lựu đạn như mình vẫn bắn đấy các bạn. Nhưng mà ủa, có cái đứa kia đâu nhỉ? Không biết nó chạy chưa hay là vẫn sau thùng kia nhỉ? Ủa, trời ơi. Mình đoán là sau thùng ý nhưng mà mình vẫn ẩu quá các bạn ơi. Được rồi, bây giờ là mình sẽ đổi gió qua bài shotgun nha. Thì đây là skin thần thánh tiếp nha các bạn ơi. Skin với tấm 7 ở level 5 các bạn ạ. À, mình chưa nâng lên level 7. Đó, nói chung là skin thần thánh và skin nâng cấp nha. Ok, rồi nói chung bây giờ bắt đầu lật kéo này các bạn ơi. Không có nhờ với team địch nữa, không có nhầy với team địch nữa. À, dưới này các bạn ơi. Này, ô kìa, yếu thế. Wow, hụt hết này. Ok, trời ơi, bắn hụt hết trơn luôn á. Ok, đổi qua với Nam đi. Này, à, thôi, đổi với shotgun đi các bạn ơi. Shotgun bắn tầm gần cho mạnh. Ok, rồi, còn một đứa cuối thôi các bạn ạ. Mình đoán là tầng 2 ấy. Từ chắc là ở tầng 2 thôi, mình đoán là vậy, kiểu gì cũng thế. Biết ngay mà, mày kia ai đấy, không kìa sau đi. Toàn mấy map yêu thích bắn được AVKM nhưng mà không có skin AVKM thần thánh các bạn ơi. Không sao, bây giờ mình cầm hẳn 2 cây 3 chip thế này. Hình như nó đứng ở sau thùng kia các bạn ơi. Hay là cho quả lựu đạn nhờ, cho quả lựu đạn đi, để xem nó chạy cứu ông nha. Ủa hay là nó lốc rồi nhờ. Chú ông, úi dồi ôi, không trúng luôn kìa. Ra cuối rồi, phá được một kill chứ. Đấy rồi. Ok, thắng rồi các bạn ơi. Ok, tiếp tục trận thứ hai nha. Để xem là mình sẽ được dùng các skin ở loại nào đây. Thần thoại cũng được. Nãy là thần thánh rồi, bây giờ đó. Ui, siêu hiếm các bạn ơi. Siêu hiếm mình như là có các skin như là Gora, Giáng sinh các thứ ấy các bạn ạ. Ok, siêu hiếm. Đây, các skin siêu hiếm là các skin có cái nền màu xanh này các bạn ơi. Và mình thấy là cũng có một số skin ngon đấy các bạn ạ. Úi xời ơi, để hình như là skin... lắm skin quá các bạn ạ, trời ơi. Đây, skin đối bắt tử thần cũng được nè. Bởi vì Giáng sinh cũng ngon này các bạn ơi. Nói chung là cũng nhiều skin đấy. Ok, thì bây giờ là mình sẽ trang bị nha. Được cái là tổng số skin siêu hiếm của mình rất là nhiều luôn đấy các bạn ơi. Nhiều nhất luôn đấy, gần 300 skin hay sao ấy. Hình như là thế. Nên là trận này rất nhiều lựa chọn đấy các bạn ạ. Kể cả là M500 cũng có skin luôn. Thì mấy cái skin siêu hiếm là nó ở màu xanh ra trời đấy các bạn ơi. Nên là mình đã trang bị rất rất nhiều skin siêu hiếm luôn. Ok. Từ. Này, ui rồi. Ây. Cú mắt quá. Cũng may là rao đầu không phải quang lựu đạn mà là có súng. Úi rồi. Trời ơi. Mình bị khựng các bạn ơi, bản thân không di chuyển được ý. Ui, nó có đi vị trí nữa kìa. Thôi hình xong. Đây thì skin lục bạc của mình cũng là skin siêu hiếm nha các bạn ơi. Thì mình cũng không còn nhớ rõ được cái tên skin này là gì, nhưng mà mình nhớ là skin này có chỉ số đó chính là tăng bộ sát thương ấy các bạn ạ. Thì nói chung là các skin siêu hiếm thì nó cũng không có mạnh đâu, chủ yếu là kiểu nó nhiều thôi chứ không có mạnh. Phải là một skin như thần thánh các thứ mới mạnh ấy. Đấy. Này, ui dồi ôi. Cũng mắt quá. Này. Trời ơi, không ăn sao được thì mình có thể đục giáp nhưng mà mình cũng chết tối các bạn ơi. Trời ơi. Không biết team mình thắng không nhờ. Cứu tôi. Đây rồi, có người cứu rồi các bạn. Má mình tưởng nó cứu chứ. Và đây là mới năm đôi mắt tử thần có tăng tốc độ bắn đấy các bạn ơi, cũng rất là mạnh luôn. Ui. Nhưng mà bắn sao yếu quá các bạn ơi. Trời ơi. Ê, AVKM của mình. Ơi, bay. Là sao kìa? Trời ơi, tranh nhau với đồng đội nhưng mà không để ý được cái các bạn ạ. Cái thế nhà vừa mua được khẩu M5 chứ kịp bắn mà đã chết rồi. Tiếp theo là một tấm 7 tương lai nha các bạn ơi. Đây là skin đầu tiên của một tấm 7 luôn. Và đây là thuộc skin siêu hiếm nha các bạn. Ok. Thì nó gọi là siêu hiếm thôi, mình không biết là có hiếm hay không. Nhưng mà các skin này được gọi là siêu hiếm nha. Ui. Trời ơi. Thì Gora vừa nãy mình cầm cũng là skin siêu hiếm nha các bạn ơi. Nhưng mà cay quá chết rồi. Được rồi, skin siêu hiếm là mình có thể được bắn AVKM rồi các bạn ạ. Bởi vì đây là AVKM báo đố mà. Báo đồ cũng là thuộc dạng siêu hiếm đấy các bạn ơi. À, với cả là bây giờ AVKM báo đồ cũng không có ra mắt lại nữa đấy các bạn ạ. Nên nó cũng gọi là hiếm đấy. Úi rồi. Nói chung là nó có màu xanh ra trời thì mình chọn đi các bạn ạ. Ok, bây giờ là mình sẽ đẩy thẳng lên để bắn nha. Nó cứu được rồi hay sao ấy. Này, cứu.
cứu này. Úi dồi ôi, uầy có áo với các bờ bắn phát khác biệt hẳn luôn này các bạn ạ. Từ đây có đứa này nữa này các bạn. Này lại uầy. Mỗi đứa một mạng luôn, à, mỗi đứa một viên luôn. Mình ngồi đây kê kiểu gì cũng có người chạy qua này các bạn. Wow. Vậy, ở đây, 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 này lại, ủa mày trêu ngươi à, trời ơi, chạy rồi chạy đi chứ lại đứng lại nữa. Còn đứa cuối thôi các bạn ơi, có lật kèo thôi nào, ui một viên rồi này. Ok, ok, bình tĩnh, bình tĩnh. Ui, từ từ, kìa, ui, vãi, mình từ lụ băng chứ, ở lụ này à, trời, cũng là lụ băng đấy, nhưng mà lụ rồng băng các bạn ạ, sợ bạn kia thua ghê đớ, cố lên, hai, trời ơi, tưởng thua chứ, ôi, trận này mình chết nhiều thế nhở, hôm nay mình bắn chết nhiều quá nhở. Sở kỳ siêu hiếm như lựa chọn mà, nên là trận này mình bắn đa dạng sống luôn đấy các bạn ạ. Ra quyết định này mình quyết định là bắn 043 chip với cả là AVKM nhé các bạn ơi. Ok, này, 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 vừa kịp luôn, đến để cho mình test súng hay gì. Ok, cố lên đừng để thua nha. Ồ, hồi mà không lên đấy các bạn ơi, game lỗi vai. Trời ơi, Gana mày không sửa cái này luôn. Ra quyết định rồi, quáng tỏa sáng thôi nào, giờ mà thua là phí lắm nha. Ok, một viên rồi này. Hai viên ở kìa, ba viên ở kìa. Trời ơi, này này, đấy nữa, này này, ui rồi, áp dụng cả hai súng luôn. Yes sir, thắng rồi các bạn ơi, tuyệt vời. Tiếp tục thôi nào, cũng may là không trùng cái ô skin mặc định với cả là cái skin hiếm gặp đấy. Hiếm gặp, ít skin cực kỳ luôn đấy các bạn ạ. Bởi vì có từ hiếm mà. vừa nói xong, lại siêu hiếm, đâu. Hiếm gặp các bạn ơi, trời ơi, vừa nói xong, hiếm gặp dễ skin luôn. Đây các bạn ơi, các skin hiếm gặp ở trong app của mình thì chỉ có 6 skin thôi các bạn ạ. Có skin AVKM nè, MC10 nhân tạo nè, Yora nè, ui, ít súng để bắn quái các bạn ơi. Ok, và trận này sẽ hơi ít lựa chọn đấy các bạn ạ. Ui xui, cay rồi các bạn ơi. Đã ít lựa chọn rồi mà và trận cũng chẳng có súng nào mấy. Có mỗi chiếc bộ góc kiếm với cả là AVKM ấy các bạn ạ. Wow. Không gặp 1500 nhờ, có 1500 là tốt rồi. 1500 cũng có skin hiếm gặp với các bạn. Nếu mà đã không có thì mình sẽ quăng lựu đạn. Ừ, ok. Này này, trúng không, trúng không? Trúng luôn. Ok, trúng lựu đạn. Ok, đẩy lên luôn các bạn ơi. Đâu rồi? Mày Sentinel mày chạy đâu rồi? Ôi đâu rồi? À đây, đây đây các bạn ơi. Một đấm. Ôi, vãi, nhanh đấy. Ok, bây giờ là mình sẽ canh Sentinel ấy nhá. Úi, chết rồi. Round này chưa đủ tiền để mua chi quốc kiếm với cả là AVKM ấy. Trận này thì hơi lựa chọn. Không có Gora với cả là Parafor MC10 các kiểu luôn. Úi giời ơi, trúng luôn. Nhưng mà mình nghĩ là nó cứu ý các bạn ạ. Thôi không ăn thua đâu, nó cứu giờ nè. Trận này gãy là cái chắc rồi. À không, round này gãy thôi. Trận này không có chuyện gãy đâu nha. Tí nữa làm mình có tiền mình mua súng chi quốc kiến bắn cho xem nè. Ok, và mình sẽ mua chi quốc kiến luôn nha các bạn ơi. Đổi gió xíu không bán với các mờ. Ok, và đây là chi quốc kiến thuộc dòng skin siêu hiếm nha. Mình không nhớ là tên là gì. Kiểu mấy cái skin này rất khó để sở hữu ý các bạn ạ. Ủa nhà mình đi móc là không ai để ý luôn đấy các bạn ơi. Team mình, team nó đâu hết rồi nhờ. Ui, vai để hết qua bên mình ngồi này. Trời ơi, vai luôn. Càng thế, càng thế. Ok, nhà mình cầm chi quốc kiến không biết là bán được không nữa. Mình one shot rất là gài các bạn ạ. Và chi quốc kiến chủ yếu là bán one shot thôi, chứ mà bán kiểu từng viên một tí rất là khó để giết địch luôn đấy các bạn. Ok, không sao, mình sẽ cố gắng nha các bạn ơi. Đây đây đây, một đứa, ơi kìa. Trời ơi, đấy, tại đục giáp nè. Mình muốn là bắn vào đầu cơ nhưng mà trình được bắn chính quốc khí của mình rất là gài các bạn ạ. Này này, ok. Ok, từ từ, cố gắng. Trời ơi, này này, ok. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ, nốc một đứa rồi, gạt được một đứa rồi nãy. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ cứu thôi. Ừ, kiểu nó gần đồng đội thế mà. Mặc dù là mình có kỹ năng ra phèo đấy, nhưng mà kiểu gì nó cũng cứu được. Đó. Có thế nhờ, trời ơi, nó cầm AVKM kìa. Hay quá cái Dimitri này, nhưng mà tầm này cũng hơi toang nha. Bên đó còn sống ba mạng cái này. Vãi ghê vậy sao. Khỏi bà chim quốc kiến nữa, bà AVKM còn hơn. Thì cái skin này kiểu như là nó bảo hiếm gặp, nhưng mà kiểu cái skin này yếu lắm ấy các bạn ạ. Kiểu yếu quá nên là cũng hiếm ấy. Này đây, vãi cầm hai cái AVKM đau ghê. Như AVKM còn nó to chưa kìa. Ui ôi, đoán rồi các bạn ơi, đừng bảo là thua 1-3 nha. Căng đấy, ui xuyên keo nữa kìa. Rồi xong. Bây giờ để lật keo đường mình khó đấy các bạn ơi. Ui ôi, ủa sao đứng đấy, áp cai gì vậy. Ok, từ từ để mình xem là có gờ ra trong thính không nha các bạn ơi. Thôi từ từ, gạt luôn. Này này, ui. Thế thanh niên này bán AVKM ghê lắm luôn á. Không phải, AVKM hay là, à đây đây, thanh niên AVKM là thanh niên thằng này này, đó. Ui dùi, không biết là có thắng được không đây. Ô thắng rồi nè, cố lên cho nhá. Không có lựa chọn nên là mình bắn AVKM thôi các bạn ạ. Ok, mình sẽ lên đây. Ây dồi, ok, xử thắng nha AVKM bên tiên điều kìa. Ok, đó, mình cầm 2k AVKM trên này phải cho sướng nha các bạn.
Nào 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 nào, mày cứu á, cứu á, úi trời ơi. Ok, còn này mình nghĩ là lời kèo được đấy các bạn ạ. À, còn ra cuối như nào thì mình chưa biết. Ok, ơ còn một đứa đâu. À kìa. Này, ui. Từ xuống luôn chứ còn gì nữa, sợ gì. Ui vai. Thế mình bán yếu rồi đây. Bạn ơi, cho mình ngồi lên đầu được không? Ui. À đây, ok. Đứng dậy đi xem nào. Sao bạn lại ngồi nhờ, bạn không hiểu rồi. Ok, đấy, kiểu như là đứng dậy là sẽ dễ leo lên đầu hơn đi. Ok, ơ, em cạo, ok. Cố lên các bạn ơi. Cội lật kèo là Tiki có một nghĩa FK. Ừ. Và Tiki có một thanh niên bán FK mờ rất là ghê ấy. Đấy, thanh niên này, trời ơi. Này, ok. 1-1. Từ, ui, hồi mà thôi các bạn ạ, không chủ quan, ra quyết định rồi, ra cuối cùng rồi. Giờ mình kiểu bị nó bắn phải là mình sẽ không ai cứu đâu. Bởi vì là nó sẽ có kỹ năng ra fail với các bạn ạ. Nên là mình sẽ cố gắng là thắng nha. À, đây, mày chạy ấu. Không phải, cái đứa FK mờ, đây, cái đứa FK mờ ở trên cơ. Cái đứa ấy là cái đứa ấu không tính. Ui rồi, nó trong cái dây văng được tính nhảy đâu ấy các bạn ạ. Nhưng mà rất tiếc, Clock mà tầm chú ý của Subi rồi. Ok, và chắc là video này mình dừng lại đây các bạn ơi. Và nếu thích đồ mình đừng quên cho mình xin một like ở kênh. Và khi bờ chua kính nhận thông báo ra video nha. Bây giờ thì bye bye.